Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình sẽ dẫn các bạn vẽ một cái bài tập của Solid World nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào những chuỗi series làm bài tập 3D nhé. 2D thì cũng có nhiều đó các bạn, nó không có cái gì đâu, bạn vẽ nhiều thì các bạn sẽ quen quen tay mà thôi các bạn. Mình sẽ làm cái phần 3D nhé. 3D thì có nhiều nhiều cái, vì nó 3D là cũng xây dựng trên 2D, các bạn phải vẽ 2D trước các bạn mới có cái để mình dựng lên 3D nhé. Đó, giờ bạn cho bạn theo dõi nhé. Rồi ok, các bạn nhập vô. Lúc mình vẽ phần mềm này loại phần mềm kia nha các bạn. AutoCAD là các bạn phải nhập nhập được số của trước nhé. Còn phần mềm kia của mình thì nó bạn vẽ trước rồi các bạn theo thông số sau. Đấy, bạn bấm chút này, các bạn này chút này cái này lên. Enter. Rồi các bạn nhập nhập giá trị chiều cao của nó nha các bạn ha. Rồi đó. Cái chiều cao nó vô. Cái này cũng như vậy luôn nha. Ok. Rồi đó các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ cái phần phụ khác. Rồi ok. Bây giờ nó dễ nhìn, các bạn sẽ cắt cắt bỏ cái phần lõi lõi giữa đi nhé. 3D tool này. Stretch là cắt bỏ nha các bạn. Chọn cái phần này là cái phần mình cắt á, enter cái là nó ra. Thấy chưa? Ok ha. Và tiếp mấy cái phần phụ khác nhé. Nó mình chuyển sang cái vùng nhìn này nhé. Enter cái nó sẽ chuyển qua cái vùng nhìn này là vùng vẽ nha các bạn. Ok. Thì mình sẽ vẽ nha các bạn ơi. Nếu các bạn thấy kiến thức của mình hay và bổ ích thì các bạn nhớ ủng hộ mình cho mình nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mục đích của mình là cứ vẽ mà các bạn mua mua nó nhé. Cái này là mình mới vẽ ra mình nó hơi sai một tí, là mình vẽ xong rồi mình không mua nhé. Mình vừa vẽ vừa mua về nó nhiều lúc nó bắt điểm không đúng nha các bạn, nó sẽ bắt không đúng vị trí của mình, nó sẽ bắt khúc nào nó nhìn cái mặt này nó đúng nhưng mà về cái mặt khác nó sẽ bị lệch nha các bạn. Mà các bạn cứ vẽ trước đi, rồi các bạn đọc khối đó, rồi các bạn mua mua xong mình cái này mình vẽ nó hơi lỗi một tí nha các bạn ha. Rồi, ok. Nó mình lấy mình để nó cái đường nhưng mà kéo vô là định vị trí của nó để mình kéo vô các bạn ha. Rồi đó ok. Đó mình vẽ chết cái đường mình kéo nó vô. Này nhìn nó hơi 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 lật lật làm sao á. Rồi nó phải nằm ngay ngay giữa các bạn ha. Rồi. Nó bên này cũng vẽ một cái đường để mà mình kéo cái chi tiết nó vô các bạn ha. Rồi, cái đường là enter ok, các bạn kéo cái phần đường tròn này nó vô. Rồi, ok các bạn muốn mua mình mua nó vô. Đây mình enter cái m cũng được, m đó. Rồi ok các bạn rà coi nó đó, lấy phần ngay phần đuôi của nó này. Rồi ok, nó bật chế độ o snap là vậy để mà các bạn bắt điểm đúng, các bạn quan sát là có một cái nó bị chạy, các bạn thấy không? Đó, hai cái đường này nó bị chạy, đúng ra là các bạn phải tạo khối trước rồi các bạn hãy di chuyển sau. Này mình mới mới vẽ lại, mình vẽ nó hơi sai nè, giờ mình sẽ chuyển cái này nó nằm khúc trên mới đúng nha các bạn ha. Rồi đó ok, mua lên.
khi các bạn di chuyển nó lên hết rồi, giờ các bạn tiến hành là tạo khối rồi, các bạn cắt cho nó thôi. Bài này nó không có khó, rồi bạn tạo khối bằng cắt cắt cho nó. Ok rồi đó. Đó, vô nhà các bạn 3D, các bạn là mua nó mà cắt nó thôi, nó vùng nhìn này nhé. Rồi ok, cho nó nhìn cho nó dễ dễ tí, vùng cái nhìn toàn đường con có mắt lắm anh ta. Rồi, kéo nó xuống, mình nhập nhờ giá trị vô nó xuống bao nhiêu. Rồi các bạn mình lên tương tự này cũng vậy luôn, kéo xuống nhập cái chị của nó vô. Ok đó, nó sẽ ra được cái hình chúng ta mong muốn. Thì nó sẽ thành là cắt 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 bỏ đi nè, tạo khối mới rồi thành cắt bỏ là sệt 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 nhé. Rồi chúng ta cắt bỏ hàng loạt nó đi, chọn cái khối mà mình muốn cắt nè, rồi chọn cái vật liệu để cắt nè. Nó bị ấy nè, trở lại nhé, enter. Các bạn ra đúng đúng rồi thôi, ok ra 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 nhé, enter. Rồi đó, enter đó, nó cắt một lần luôn nha các bạn ha, này cắt được một lần một luôn đó, mình quan sát nhé, đây là kết quả nha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn kênh của mình nhé, hãy ủng hộ cho mình nha các bạn ơi. Đó, bài tập này là một tập mà ôn luyện nhập nhập môn nha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất rất là nhiều, tạm biệt các bạn đây nhé.